Bảo Ngọc và nha sĩ Đức Hạnh xin thân mến kính chào quý khán giả thân quen của chương trình cũng như quý vị đang theo dõi Chuyển hóa thân tâm ngày hôm nay trên đài Sài Gòn Network. Và xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị sự hiện diện của Ni sư Thích Nữ Minh Liên là giáo thọ sư của Viên Thông Tự. Quý khán giả thân mến, trong thời gian vừa qua chúng ta đã có nhiều thời gian để ngồi lại trò chuyện với nhau và chúng ta đã đi qua một cái quãng đường dài của từ bi, hỷ và xả. Chúng ta đến với tâm xả với khái niệm cũ và kể cả một cái nhìn mới mà vẫn thường được Ni sư chia sẻ là chúng ta phải dấn thân, phải làm mọi điều thiện mà không có chấp vào tất cả bất cứ những cái điều thiện nào chúng ta đã làm thì lúc đó chúng ta thực sự là tới bờ bên kia hay còn gọi là đáo bỉ ngạn. Như vậy thì cái trạng thái tới bờ bên kia như thế nào chắc là chúng ta ai cũng muốn biết, nhưng mà để được tới như vậy chúng ta phải qua một cái quá trình sàng lọc tâm mình, loại khỏi tâm những cái chướng ngại trên con đường thực hành cả từ, bi, hỷ và xả. Thì một lần nữa để chúng ta nhớ lại những chướng ngại đó là gì và những lợi lạc mà chúng ta có được trên con đường thực tập tứ vô lượng tâm này, chúng tôi xin mời quý vị đến với sự chia sẻ của Ni sư ngày hôm nay. Con một lần nữa con xin mời sư có thể chia sẻ cho quý khán giả ngày hôm nay về những cái lợi lạc của tụi con trên con đường thực hành tứ vô lượng tâm cũng như những cái chướng ngại mà một lần nữa tụi con phải luôn luôn ghi nhớ. Và con biết đó là một cái quá trình thực hành liên tục và sự chuyển hóa tâm liên tục, dường như nó giống như là lội ngược dòng, thành ra phải nhắc hoài để tụi con nhớ thôi sư. Bây giờ trong suốt quá trình mà chúng ta nói về từ bi hỷ xả là tứ vô lượng tâm, bốn từ thôi mà chúng ta đã đi qua mấy năm rồi thì chứng tỏ rằng là cái sự thực hành là không phải dễ. Chúng ta nói từ bi hỷ xả nó chưa được 2 giây, nhưng mà nếu chúng ta mà thực hành thì chúng ta cần còn phải nhiều đời. Thôi bây giờ tính cái đời này mà mỗi một ngày là một sự thực hành đó thì cho nó chắc. Thì nói chung là khi tổng kết lại để chúng ta thấy được cái tính chất của mỗi cái tính chất khác nhau của bốn cái tâm vô lượng này. Mà tại sao nó là vô lượng? Là bởi vì chúng ta mà thực hành được cái này thì là cái tâm của chúng ta nó mở đến không bờ. Tại vì nó vô lượng, tức là nó không có giới hạn. Chúng ta đếm với cái tầm nhìn hạn hẹp của mình, mình không thể nào mình nhìn được cái bờ mà nó rộng quá. Thành ra cái giới hạn của tâm của chúng mình thì mình cứ mở ra đến vô lượng thì mình sẽ không có bị chướng ngại gì quá nhiều với những cái nhỏ. Chứ giả thử như là những cái phiền muộn trong đời sống lúc nào cũng có, khi chúng ta tu tập tâm từ bi hỷ xả thì những cái chướng ngại trong đời sống không vì vậy mà nó mất đi. Chỉ có điều rằng là cái sự dung chứa của mình nó đã mở đến vô lượng rồi, cho nên nó không có bị vậy thôi. Nó không có bị chướng ngại vậy thôi. Bây giờ sư cũng nhắc lại cái bài kinh Hạt Muối. Đó là nếu những cái nghiệp ác, những cái nghiệp bất thiện của mình được ví như là một chén muối. Nhưng mà kinh Hạt Muối thì cái này là nó rõ lắm đó. Thì những cái hành động bất thiện của mình, nó của vật của người nữa, nó giống như là một chén muối. Mà nếu cái chén muối này mà bỏ vô cái tâm lượng mà nó nhỏ cỡ cái nồi của mình thôi thì cái nồi nước này nó trở nên quá mặn, không sử dụng gì được. Nếu cái tâm lượng của mình nó mở rộng ra cái giới hạn của cái sức chứa của mình đó, kêu bằng bao dung, thì sức chứa của mình đó không phải là cái nồi mà là cái thùng phi, thì cũng một chén muối đó thì cái nước ở thùng phi nó không quá mặn, bạn vẫn có thể sử dụng được. Thấy vậy không? Nếu như cũng một chén muối đó bất thiện đó mà nó bỏ vô trong một cái ao, một cái hồ nước trong, thì là cái chén muối đó nó đã là mất tác dụng luôn rồi. Thấy không? Nếu như tâm của mình mà nó mở rộng ra như là dòng sông lớn thì một chén muối không là gì luôn. Ở đây chúng là quá trình tu tập từ bi hỷ xả chính là mở nới rộng cái giới hạn bao dung của tâm mình ra hết mức có thể,
thì những cái phiền muộn trong đời sống nó không có tác động đến mình được. Nếu thành ra mình biết là mình còn bị tác động thì coi như là cái sức làm điều thiện của mình chưa đủ. Thành ra khi mà chúng ta nhìn ở cái mức độ bây giờ chúng ta thực hành, là nếu chúng ta chỉ ngồi mà nói ồ mình hãy nên từ, mình hãy nên bi, mình hãy nên hỷ, mình hãy nên xả, mình sẽ với cái nghĩa đó là mình sẽ thực hành cái hạnh là dâng tặng niềm vui cho mình, cho người, rồi mình sẽ thương xót mọi người, tất cả chúng sanh như bản thân mình, đó là bi. Rồi mình sẽ không có đố kỵ với bất cứ ai, mà mình sẽ tùy hỷ với tất cả những chúng sanh nào may mắn phước đức, đó là hỷ. Và rồi cuối cùng mình sẽ bỏ những cái điều bất thiện trong tâm và mình sẽ hành điều thiện đến mức mình và điều thiện là một, mình và điều thiện hành đến cái mức ba la mật, là không còn đối tượng thiện là điều thiện mình cần phải làm. Thì đó là điều mà mình cầu nguyện. Nếu bạn chỉ ngồi cầu nguyện thôi đó, bạn chỉ nghĩ những cái điều tốt đẹp đó thì còn cũng là đã tốt hơn là ngồi coi phim bạo động, phải không? Hay là nghĩ xấu cho người khác. Hay là nghĩ xấu cho người khác. Nghĩ như vậy thì đã tốt. Nhưng mà trong cái điều mà giáo pháp của Đức Phật là bạn là người chủ nhân của chính mình, chủ nhân những cái hành động của chính mình. Cho nên á, nếu mà bạn chỉ ngồi mà bạn nghĩ thôi thì cái ý của bạn nó có chút tốt, nhưng mà những cái phước báu mà bạn có thể nhận lại bằng hành động á, thì nó không có. Cho nên á, bạn phải tri hành hợp nhất. Tri là hiểu, hành là thực hành, hợp nhất trở thành một. Như vậy nếu như bạn nghĩ rằng là mình hãy làm cho mình vui và rồi làm cho người vui, tức là đối tượng của tâm từ là chính mình trước. Đó. Bởi vì nếu bạn muốn dâng tặng niềm vui cho người mà bạn buồn gần chết thì bạn tới bạn tặng người ta nỗi buồn, chứ bạn đâu có tặng niềm vui được. Cho nên bạn phải tự là chuyển hóa tâm mình trở nên thoải mái, an lạc, nhẹ nhàng, tha thứ, bao dung, đồng cảm. Thì bạn sẽ gặp những người khác, bạn mới có thể thông cảm, bạn mới cho người ta một cái niềm tin, bạn cho người ta một niềm vui trong cái khả năng của bạn. Thì cái đó, đó là mình thực hành tâm từ. Đó. Rồi nếu mà bạn muốn là mình cứu khổ, bởi từ là dâng tặng niềm vui, còn bi là cứu khổ, thì bạn hãy cứu khổ, nghĩ đến chúng sanh khổ đau, cảm thương rồi thì hành động luôn để giúp đỡ. Thì xin nói là từ cái chỗ mà mình nghĩ đến là mình hãy tôi hãy cảm thông người khác về tinh thần thôi, thì bạn là cái ý của bạn nó tốt, nhưng bạn sẽ không có cái phước báu khi điều cái ý đó chưa trở thành hành động. Và nếu như bạn thấy cảm thương những chúng sanh đeo đau khổ về còn đang đói kém thì bạn hãy chia sẻ bằng sự bố thí. Nếu mà bạn cảm thông những chúng sanh đang bệnh tật, bạn hãy thực hành bằng sự giúp đỡ thuốc men hoặc là hành động chăm sóc. Và nếu mà bạn cảm thấy những chúng sanh mà bạn có thể giúp được về vấn đề vật chất thì bạn có thể cứ là làm luôn. Nghĩ rồi là làm luôn, thì nó sẽ có đúng luật nhân quả. Vũ trụ nó sẽ bảo toàn năng lượng đó cho mình, bảo toàn cái năng lượng thiện cho mình. Cho nên ngày nào đó đá trái banh thiện vào vũ trụ, năng lượng vũ trụ nó bảo toàn năng lượng đó, rồi sau đó nó trả mình lại những cái nghiệp báo thiện đúng với cái điều mà mình đã làm. Thì hãy làm những điều mà bạn nghĩ là tốt đó, với điều kiện là vì ai cũng nghĩ là điều mình nghĩ là đúng, điều mình làm là đúng. Cho nên mình phải lấy một cái tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này và chưa nghĩ là vì nó phi tôn giáo mà. Đó. Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn là hễ mà được gọi là điều thiện thì nó phải lợi cho mình, nó lợi cho người, nó lợi cho cả hai, lợi cho cả thế giới bây giờ và mai sau. Thì cái đó mới được gọi là điều thiện. Thì trong trường hợp như vậy, bạn làm một điều thiện, nghĩ một điều thiện rồi, thì hãy làm điều thiện đó. Thì đó là lòng bi. Bây giờ mình thực đối tượng của tâm bi thì chúng ta biết rằng là tâm bi chính là lòng trắc ẩn, tính là sự mà cảm thương và cái sự lòng trắc ẩn trong mỗi con người. Thì chúng ta phát triển cái tâm đó, thực hành tâm đó, thì muốn thực hành tâm đó bạn phải loại trừ tâm sân.
bạn muốn thực hành tâm từ, bạn cũng phải dọn dẹp tâm bằng cách dọn sân, tức là bớt sân, bớt nóng, bớt hung, bớt dữ. Đó. Nếu bạn muốn thực hành tâm bi, bạn cũng phải đoạn trừ tâm sân ở cái mức độ là tàn độc. Bởi vì bên này là tàn độc thì bạn mới có hành động tàn nhẫn được. Phải vậy không? Cho nên á, là mình đoạn mặt, nếu mà mình tàn nhẫn được thì cái tâm sân của mình phải có. Mình phải ghét dữ lắm mình mới muốn hại. Phải không? Chứ không thể nào mà bạn thương con mình quá mà mình muốn hại được đâu. Thành ra là cái tâm từ cũng dọn dẹp tâm sân, tâm hỷ, tâm bi cũng phải dọn dẹp tâm sân đến cái mức hận để hại. Thì mình phải dọn dẹp tâm sân. Và rồi đến cái tâm hỷ là cái tâm mà chúng ta tùy hỷ với những điều tốt, những điều may mắn, những điều phước đức của người khác, chứ không phải của mình. Đó. Thì muốn mà mình tùy hỷ được với những người khác thì cái tâm đố kỵ của mình phải dẹp. Tại mình thấy người ta có cái gì hơn mình là mình cảm thấy tự động là mình cảm thấy là không ok, không feel good. Đó. Mình phải tìm cách mình dìm người ta xuống. Trong trường hợp vậy, cái tâm đố kỵ tự nhiên nó khởi. Đó nó cũng được giật dây bởi tâm sân. Đó. Thành ra khi mà bạn, đây là điểm khác nè. Từ bi, từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, nó có chung một kẻ thù là tâm sân, từ cấp độ thấp tới cấp độ cao. Đó. Thì cái còn cái kẻ thù về gián tiếp nữa. Kẻ thù gián tiếp của tâm bi, trực tiếp của tâm bi là cái tâm sân đến mức hại. Gián tiếp của tâm bi, chướng ngại gián tiếp của tâm bi, đó chính là những cái lòng ủy mị, sầu não, buồn phiền đi theo nó. Chẳng hạn như mình thương người đó quá, thương quá cái khóc luôn, thì cái đó là không ai biết là chướng ngại của tâm bi đó. Tâm bi đó là cái tâm có bi, có trí và có dũng lực. Còn bi mà bi lụy á, thì cái đó là lại chướng ngại của tâm bi. Thành ra bạn phải để ý rằng là nếu bạn thương người đó mà rồi bạn cảm thấy là người đó đau bạn cũng đau, người đó phiền bạn cũng phiền, người đó chán đời cái bạn cũng phiêu, bạn lo lắng chán đời, thì coi như rằng là đó là bạn bi lụy. Cái bi đó chính là chướng ngại xa của tâm bi. Chẳng giúp gì được người kia. Không những không giúp gì được người kia mà còn làm cho mình bị lụy theo nữa. Hàng dùng cái từ bi lụy là cực kỳ đúng với cái chướng ngại của tâm bi. Thành ra tâm bi là cái tâm mà khởi lòng thương, đồng cảm. Đồng cảm nó khác với cái bi lụy. Bởi vì đồng cảm là mình cảm thông cái đau của người ta thì mình mới có thể giúp người ta trên cái mức độ đúng nhất. Còn đồng cảm đến mức bi lụy đó thì coi như là bạn với người ta chìm ngập trong khổ đau luôn. Thành ra là để ý cái chướng ngại của tâm bi. Còn chướng ngại của tâm hỷ, đó, chướng ngại của tâm hỷ, nếu hỷ là sự hỷ vô lượng, là một cái sự tùy hỷ, vui theo những cái phước đức của người khác, thì chướng ngại của tâm hỷ cũng là tâm sân, đó là sự đố kỵ, ganh tị. Nhưng mà chướng ngại xa, tức là kẻ thù xa, chướng ngại xa của tâm bi, gián tiếp của tâm bi, của tâm hỷ. Tâm hỷ. Tức là nếu như hỷ là một trạng thái hoan hỷ, vui với cái hạnh phúc của người khác, thì tâm cái chướng ngại gần nhất trực tiếp chính là tâm đố kỵ ganh tị. Còn cái tâm mà gián tiếp chính là cái tâm vui mà gọi là vui vẻ, ồn náo, nhưng mà nô nức mà rồi ồn ào. Những cái trạng thái vui mà cái vui đó không phải là cái vui của hỷ vô lượng. Bởi vì cái vui đó là cái vui bình thường. Mà cái vui bình thường này vốn là nó mang tính tự kỷ hơn là cái ích lợi cho mình, hơn là cái mà mình vui với người khác. Cho nên chướng ngại của tâm hỷ nó cũng rất giống với cái hỷ. Tổ chức đi picnic, rồi tổ chức những cuộc vui, những này nọ kia, nó cũng tạo những niềm vui. Nhưng cái đó nó lại là chướng ngại của tâm hỷ. Bởi vì tâm hỷ vô lượng, tâm hoan hỷ vô lượng là cái tâm tùy hỷ với những cái vui, những cái phước của người khác, cái thành công của người khác, tiến bộ của người khác, chứ không phải của mình. Và rồi khi mà người, bao nhiêu người hạnh phúc mà mình chia vui, chung vui với người ta, thì mình có cái hỷ của hỷ vô lượng. Đó. Và cái tâm xã, thì riêng tâm xã thì nó lại có một cái đối tượng chướng ngại hơi khác.
nếu chướng ngại của từ, của bi và của hỷ, cái gốc là gốc sân, thì cái chướng ngại trực tiếp của tâm xả đó là gốc tham. Giảm tham một chút, giảm tham ái, giảm chấp thủ, thì cái tâm gọi là tâm xả của bạn sẽ được thực hành. Và chúng ta cũng đã nghe đến cái trạng thái của tâm xả, là đạt đến cái trình độ của tâm xả là mình đạt đến cái mức độ của Bát Nhã Ba La Mật. Con nghe sư dạy là dĩ nhiên là ý là dẫn đầu, mình phải có cái ý là thực hành những cái tâm này, nhưng mà nếu mình chỉ có ý không thì đúng là mình chưa có đi tới, mình mới đi có một đoạn, chưa có lợi ích gì cho ai nếu mà chỉ có ý không. Con nhớ cái là hồi xưa đó hai vợ chồng con hay đi vô tiệm sách coi sách. Thích lắm, anh coi gì khác không biết, con chỉ có coi sách nấu ăn thôi, mà coi sách nấu ăn của Mỹ. Dồn thấy cái nào cũng hấp dẫn. Cái con lần đấy con nói anh cái này ngon lắm á, này thấy là thấy ngon rồi anh ơi. Em coi mà em không thấy em nấu món nào vậy. Thì đúng là chỉ coi không thì vẫn đói, không có món nào để ăn. Thành ra nếu mà chỉ có ý thôi chưa đủ, phải không sư, lúc nào cũng phải dẫn tới cái ý không đó. Mình là liên tưởng đến cái bài kệ Pháp Cú, cái bài kinh Pháp Cú mà rất là nổi tiếng, đó là tâm ý dẫn đầu đó, ý dẫn đầu các pháp đó, ý làm chủ ý tạo đó. Nếu bây giờ bắt đầu nè, ý làm chủ ý tạo, nếu nói hay hành động với tâm ý ô nhiễm thì khổ não sẽ theo sau như bánh xe mà lăn theo vật kéo. Con vật kéo hay xe kéo gì cũng được, nhưng mà bánh xe thì nó sẽ đi theo cái vật kéo đó. Thì ở đây chúng ta thấy cái này nó nói đầu tiên là ý phải là làm chủ trước. Tâm ý của mình nó phải là khởi tâm trước, khởi ý trước. Rồi, nhưng mà rồi sao? Nói và hành động sẽ đi theo. Đó. Thành ra là tâm làm chủ tâm tạo, hoặc là ý làm chủ ý tạo. Nếu nói hay hành động với tâm ý ô nhiễm thì khổ não sẽ theo sau, theo như bánh xe lăn theo con vật kéo. Còn tiếp nữa, đó là ý làm chủ ý tạo, hoặc là tâm làm chủ tâm tạo. Nếu nói hay hành động với tâm ý trong sạch thì hạnh phúc an lạc sẽ theo sau như bóng không rời hình. Đây là hai bài kệ của phẩm Song Yếu trong kinh Pháp Cú. Ở đây nếu nói tới ý là đi theo là nói hay hành động liền. Tại vì nếu nói hay hành động với trong ý trong sạch thì hạnh phúc an lạc sẽ theo sau như bóng không rời hình. Mình không cầu quả báo thiện thì quả báo thiện cũng tự tới. Đó. Còn bên kia thì mình nói với cái tâm ý ô nhiễm. Thế nào là ô nhiễm? Là nói với tâm giận tức, nói với tâm bất mãn, nói với tâm hận thù, hành động với cái tâm hận thù, hành động với cái tâm cực đoan, khiến cho bao nhiêu người khổ đau, vân vân. Thì khổ não sẽ theo sau như bánh xe lăn theo vật kéo. Thì khi mà chúng ta nhìn cái góc độ rằng là tâm của chúng ta là chính, thì chúng ta cũng phải biết rằng là cẩn thận tâm ý. Nổi tiếng cái câu này, hãy cẩn thận tâm ý, vì tâm ý rồi sẽ dẫn đến lời nói. Hãy cẩn thận lời nói, vì lời nói sẽ dẫn tới hành động. Hãy cẩn thận hành động, vì hành động sẽ trở thành thói quen. Hãy cẩn thận thói quen, vì thói quen sẽ hình thành tính cách. Và hãy cẩn thận tính cách, bởi vì nó quyết định số phận của bạn. Quý khán giả thân mến, thay mặt tất cả những người thực hiện chương trình, chúng tôi đã thấy mình thật là may mắn khi có dịp được chia sẻ với quý vị về Tứ Vô Lượng Tâm trong suốt một thời gian vừa qua và từng tuần lễ, với rất là nhiều câu chuyện, nhiều phương pháp thực hành và những cái tâm lý thường gặp trong đời sống hàng ngày. Chúng tôi mong muốn đem lại những cái phương pháp thực hành nó dễ ứng dụng nhất, thực tiễn nhất trong đời sống hàng ngày của quý vị. Và nếu quý vị có thời gian để nghiên cứu thêm về tâm lý của Phật Pháp trong đời sống hàng ngày, thì quý vị sẽ chắc chắn nhận ra một câu nói rất là quen thuộc, đó là Phật Pháp không lìa thế gian giác. Những phương pháp này nếu chúng ta đã đi qua, đã thực hành, thì Bảo Ngọc tin rằng là nó
quý vị dù ở bất cứ một tôn giáo nào, quý vị cũng sẽ cảm nhận được ngay lập tức cái sự an lạc và hoan hỷ cho chính bản thân mình. Và thay mặt cho tất cả những người làm chương trình, một lần nữa chúng tôi mến chúc cho đời sống của quý vị lúc nào cũng được an lạc, thân tâm luôn được nhẹ khỏe, và cái sự thực hành trong tâm của tất cả mọi người chúng ta qua mỗi một ngày, sự chuyển hóa đó càng ngày nó càng mạnh mẽ hơn, để chúng ta có thể đối diện với tất cả mọi người, với tất cả mọi sự thăng trầm được mất trong cuộc đời, với một cái tâm thông dong, tự tại và an lạc, để rồi từ đó chúng ta đem lại hạnh phúc cho tất cả những người xung quanh. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong những buổi ghi hình tiếp theo với những đề tài mới hơn của chuyển hóa thân tâm trong những buổi ghi hình về sau. Xin chào tạm biệt quý vị.